Song Hye-kyo vừa nhận phim mới với Jang Ki-yong, khán giả đã sợ tin đồn hẹn hò. Now We Are Breaking Up là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Song Hye-kyo ở mảng truyền hình 3 năm sau thành công của bộ phim Encounter đóng với Park Bo-gum. Ngày 10 tháng 3, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nhà sản xuất bộ phim Now We Are Breaking Up công bố dàn diễn viên. Theo đó, Song Hye-kyo sẽ vào vai nữ chính bên cạnh những tên tuổi nổi tiếng xứ sở kim chi, bao gồm Jang Ki-yong, Choi Hee-seol và Kim Joo-hun. Đây cũng là dự án truyền hình đầu tiên của người đẹp sinh năm 1981 sau bộ phim Encounter, tựa Việt Gặp Gỡ, hợp tác với Mỹ Nam Park Bo-gum. Đáng chú ý, Song Hye-kyo từng từ chối lời mời góp mặt trong Now We Are Breaking Up. Tuy nhiên, phía ekip đã gửi lời đề nghị lần thứ hai và được nữ diễn viên chấp thuận sau khi nghiên cứu kịch bản kỹ càng. Cuối tháng 2 vừa qua, chồng cũ của Song Hye-kyo, Song Joong-ki, cũng đã tái xuất trong bộ phim truyền hình Vincenzo. Phim đang được phát sóng trên đài TVN và nhận được nhiều phản hồi tốt. Đây là lần đầu tiên Song Joong-ki trở lại màn hình nhỏ kể từ sau dự án Adan Niên Sử Ký, Adan Chronic Lab vào năm 2019. Trong Now We Are Break Up, Song Hye-kyo đảm nhận nhân vật Ha Yong-eun, trưởng nhóm thiết kế của một công ty thời trang nổi tiếng. Cô được nhận xét là một người thông minh, nhanh nhạy với xu hướng và có tính cách lạnh lùng. Dù đã bước sang tuổi 38, nhưng Yong-eun vẫn trẻ trung, xinh đẹp và gợi cảm. Đặc biệt, Yong-eun lại không muốn tiếp nhận tình cảm của những người đàn ông quanh cô, cũng như cảm thấy căng thẳng khi tiếp xúc với họ. Bên cạnh đó, Jang Ki-yong hóa thân thành nam chính Jun Jae-guk, một nhiếp ảnh gia tự do, giàu có, nổi tiếng. Anh được phái nữ yêu thích nhờ ngoại hình đẹp trai và trí tuệ xuất chúng. Diễn viên Choi Hee-seol thủ vai Wang Chi-suk, giám đốc nhóm thiết kế của nhãn hiệu thời trang. Cô học cùng trường trung học với Ha Yong-eun và Kim Joo-hyun sẽ đóng vai CEO Seok Do-hun của công ty PR lành nghề. Now We Are Breaking Up xoay quanh câu chuyện tình yêu tan vỡ và từ đó cho thấy nhiều khía cạnh của các mối quan hệ khi tình cảm lứa đôi không còn. Phim được Jin, biên kịch đứng sau thành công của Misty tựa Việt, Mơ Hồ, Chấp Bút và Lee Gin-bok đạo diễn. Trước đó, Lee Gin-bok đã chỉ đạo sản xuất những bộ phim nổi tiếng bao gồm My Love From Star tựa Việt Vì Sao Đưa Anh Tới, Doctor Romantic 2 tựa Việt Người Thầy Y Đức và Vagabond tựa Việt Lá Khách. I Am Breaking Up Now dự kiến khởi quay vào tháng 4 tới và lên sóng đài SBS vào nửa cuối năm 2021. Ngay khi phim mới của Song Hye-kyo được công bố, một cuộc tranh luận đã nổ ra trên các diễn đàn tại Hàn. Đây là dự án tiếp theo Song Hye-kyo nhận vai sau khi ly hôn Song Joong-ki và là một bộ phim tình cảm thu hút sự chú ý của khán giả. Tuy nhiên, các fan của nam chính Jang Ki-yong dường như không mấy vui vẻ trước thông tin này, dẫu Song Hye-kyo đang là sao nữ hàng đầu và sự hợp tác này sẽ là cơ hội khiến Jang Ki-yong nổi tiếng hơn. Fan Jang Ki-yong dè chừng với Song Hye-kyo vì cô nổi tiếng là đóng phim với ai cũng vướng tin hẹn hò với người đó. Từ Lee Byung-hun, Biren, Hyun Bin, Song Joong-ki đến Park Bo-gum, Song Hye-kyo đều dính vào những ồn ào tình ái. Vì thế, khán giả Hàn tỏ ra bài xích trước các bộ phim, đặc biệt là phim tình cảm mà Song Hye-kyo góp mặt. Đa số bình luận trên mạng đều nhắm vào chuyện này, cảnh báo Song Hye-kyo đừng có làm trò với Jang Ki-yong. Đáp trả những bình luận tiêu cực hướng về Song Hye-kyo, fan của nữ diễn viên khẳng định việc đóng chung với ai không phải do Song Hye-kyo quyết định. Jang Ki-yong cũng không hề bị ép buộc nhận vai diễn mới này. Một vài ý kiến trung lập thì đề nghị netizen hãy bớt những lời công kích cá nhân, bắt nạt trên mạng nhằm vào người nổi tiếng. Jang Ki-yong là người mẫu kiêm diễn viên, cao 1m87. Anh từng đóng cặp đôi Vượt Thời Gian, Phẩm Chất Quý Cô, Chỉ Có Thể Là Yêu, Ông Chú Của Tôi. Ki-yong còn được biết đến qua nhiều MV ca nhạc. Bình luận của một số cư dân mạng Hàn Quốc qua Instagram: tại sao mấy người lại bảo Song Hye-kyo gây rối với Jang Ki-yong như thể anh ấy có liên quan gì đến mấy người? Song Hye-kyo nói sẽ ăn tươi nuốt sống Jang Ki-yong hay sao? Lần này có phải là Jang Ki-yong không? Y nói đến chuyện yêu đương, hẹn hò. Đừng gây chuyện với Jang Ki-yong. Tất cả các bạn để lại bình luận ghét bỏ trên mạng xã hội và chế giễu mọi người không khác gì bọn bắt nạt học đường cả. Song Hye-kyo đã làm gì mấy bạn chưa? Hay bạn chỉ ghen tị rằng cô ấy xinh đẹp và thành công hơn bạn rất nhiều? Hay bạn không nhận được tình yêu trong cuộc sống của mình và rồi đổ lỗi cho cô ấy?